Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàn Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nha. Kênh Chuyện Ma tác giả Hàn Bảo sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem, chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi kể chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ được nghe một câu chuyện của anh Giang. Câu chuyện này kể về hồn ma ở ngoài biển cả nhà. Thì cái câu chuyện này anh Giang chia sẻ là nghe người lớn kể lại và cũng rất là ghê ở Hòn Tre. Thì cái chuyện này nó xảy ra cũng lâu lắm rồi cả nhà, thì cái người lớn người ta kể lại với nhau á. Thì câu chuyện nó như thế này nè. Lúc trước á, cái giống như là một cái chiếc tàu á, họ đi làm cái gì đó thì mình không có đề cập, không có có bàn luận tới. Nhưng mà sau đó thì gặp một cái tai nạn. Đó thì chết rất là nhiều. Và chết thì nó ở gần ở cái khu vực Hòn Tre đó. Đó thì những cái dân mà bản gốc của người ta các bạn, người ta lúc đó người ta đi ra ngoài để người ta đánh cá rồi làm những công việc mưu sinh của người ta. Thì những cái hồn ma này lên, và lên theo kiểu là hiện hình luôn nha, mà làm rất là ghê đó. Thì xảy ra rất là nhiều chuyện luôn. Đầu tiên á, thì Bảo sẽ kể đến cái ông ghe cào này nè đó. Thì kêu bằng ghe cào đôi, mà thật sự ra Bảo cũng không có rành cào đôi là sao. Thì có cái ông tài công đó, thì cái ông tài công này là cái ông cũng là chủ cái tàu luôn. Đó, thì ông mới kêu là 5-6 người đầu đó đi theo để mà làm cái việc đi biển. Đó, thì ông đi cũng một thời gian rồi. Thì sau đó ông mới có tiền. Thì ông mua một cái chiếc ghe lớn hơn. Đó, thì ông mới đi ra khơi mà đi theo kiểu đi lâu á. Đi một chuyến như vậy nhầm khi cỡ nửa tháng, một tháng rồi mới vô bờ. Đó, thì trong lúc đó là có khoảng, bây giờ mình nói 10 người đi. 10 người đi theo ông để mà đi ra ngoài biển đó mà. Thì lần đó ông mới neo biển. Ông đi ra, ông neo cái tàu ông lại. Neo cái tàu để mà nghỉ ngơi này ngon các bạn. Cái lúc đó là không có đánh cá, đánh bắt gì hết trơn nha. Ở trên tàu thì mấy cái anh mà đi theo mằn đó, thì kiểu mà ngủ chưa được, thì mấy anh lấy dùng đi biển mà cả nhà, hải sản thiếu gì mới lấy lên là kiểu mà ăn uống rồi nhậu nhạt vài ba ly. Thì trong đó thì cũng có ướp cá ở dưới khoang rồi đó. Thì cái lúc đó đâu khoảng giờ khuya, mấy ảnh nhậu rồi đèn đuốc đồ này nọ, thì nói chung là cũng có một cái loại phát ra cái đèn giống như máy phát điện thôi, máy phát mình mở đèn sáng lên là bằng cái máy đó. Đó thì nó cũng chạy nhẹ vậy thôi, chứ nó không phải là chạy quá lớn tiếng. Ông tài công thì đang ngủ ở trong. Nguyên một cái nhóm ngồi ngoài nhậu vậy thì những người xỉn nằm ngủ rồi. Còn lại đã cỡ 4 anh. À thì 4 người mới ngồi đang nhậu nhẹt vậy đó. Mà đậu tàu lúc này á là đậu cũng gần một cái đảo. Đảo Hòn Tre đó các bạn. Cái 4 người mới thấy là có một cái chiếc ghe nhỏ. Ghe nhỏ mà cỡ chừng là 10 người thôi, theo kiểu là giống như cỡ 10 người lên chiếc ghe đó thôi. Nó rất là nhỏ. Thì bắt đầu cái mới dòm thấy là có chiếc ghe nhỏ đang chạy từ lại mà cánh đèn màu xanh. Đó, thì cái nhóm người này á mới kiểu mà dân đi biển mà ở gần đảo thì người ta không thể đi, người ta mặn gì cái mặn thiếu gì việc. Cũng không có quan tâm. Cái một hồi sau á thì thấy sau cái ghe nhỏ này nó chạy thẳng tới cái hướng của mình. À, nó chạy hạt thẳng được. Thì mấy anh này mới nói nhau, nói ơi mày, hình như chiếc ghe đó chạy lại chỗ mình mày ơi. Hay là mình đậu ở đây rồi mình neo ghe ở đây rồi có chỗ nào mà ghe nhầm khi người ta có đậu rồi mà ghe nó chưa vô. Rồi mình đậu ngay cái chỗ ghe của người ta hay không. À, cái lo, cái mới hỏi nó nói chuyện với nhau vậy. Thì cuối cùng á, thì phải đợi thôi, đợi coi người đó họ tới rồi sao. Thì thay vì cái đèn họ chỉ để thấp và một cái đèn nhỏ ở trên, nó chớp nhỏ ở trên để người ta biết là có ghe chỗ này thôi. À, thì cái đèn nhỏ đó họ để họ ăn nhậu rồi các bạn, nó cũng rất là không có sáng nhiều đâu. À, mà họ ngồi á
là họ ngồi ngoài trước đó. Thì cái hai cái chiếc ghe này nè, cái chiếc ghe này nó mới chạy vô, và nó chạy vô thì nó không chạy ra cái chỗ ngay cái mũi. Nếu mà chạy ngay cái mũi thì cái ánh sáng đèn nó đưa thẳng xuống này nọ đó là thấy cũng rõ. Đằng này nó tấp là nó tấp bên cái mạn ghe, chiếc xuồng đó càng gần gần là cái mạn ghe. Thì ở trên đây họ dòm xuống, họ thấy là hai cô gái này rất là xinh nha. Ban đêm không có đủ cái ánh sáng đèn dội vô, nhưng mà họ dòm thấy thì lại là thấy hai cô gái này rất là xinh đó. Thì mới tấp cái ghe nhỏ của cổ vô cái mạn tàu của những người đang đi biển. Thì bắt đầu có tấp gần vô nghe, mà kiểu mà đàn ông trai mà các bạn, rồi đi biển sở suốt mà biển, nhầm khi cả tháng mấy rồi mới vô, kiểu gặp con gái này nọ nào mà xinh á, thì nhầm khi người ta đi ra người ta hỏi người ta mua cá hay hoặc là người ta mua gì người ta bán lợi, nó kiếm lời. Thì cái chuyện đó nó cũng xảy ra hoài à, chứ không phải là ít. Mấy người này mới gặp gái xinh thì cũng mừng, cũng vui. Ai bay bay mà có đâu có hai cô nào cũng đẹp quá, mà sao có chạy, hình như có chạy là cái ghe mình á, mà trên ghe này hình như là cái kiểu giống như là cũng là bán rau bán cải vậy nghe. Thì họ mới dòm kỹ lại, họ thấy là trên đó chắc theo kiểu là dừa nè, rồi những cái loại mà như rau quả này nọ đó chắc trên ghe. Cái họ mới suy nghĩ, họ nói rồi chắc có lẽ là hai cái cô này đi ra để mà hỏi mình coi mình có mua không, người ta đi bán mà sao hai cô này bán khuya quá. Cái một người khác cũng lên tiếng nói, nhằm khi mấy cô này cổ ra rồi cổ muốn mua hải sản của mình thì sao, sẵn cổ mua rẻ rồi cổ bán lại, cổ bán lẻ ra thì cổ bán cổ kiếm lời đó. Thì thấy cũng có lý đi, cái kiểu mà thanh niên rồi có rượu rồi nữa mà gặp hai cô gái đẹp vậy cái mừng. Ta nói đội nón lá mặc đồ nhìn sáng lắm nha, mà nhìn tướng tá đâu, nhìn cô hai cô này quá xinh đi. Thì mấy ảnh thay vì mấy anh ngồi đó mà anh đâu có ngồi, mấy anh mới đi bọc qua cái mạn ghe. Thì cái xuồng, cái chiếc ghe nhỏ của hai cô ghé đó, hai cô gái đó mới bơi gần lại và tấp bên đây, tấp tránh cái ánh sáng ra đó. Thì mấy ảnh mới gặp, rồi mấy ảnh mới lấy tay này nọ, thấy rõ ràng là lấy tay kiểu mà giữ chiếc xuồng lại nè, chiếc ghe lại này nọ nghe, giữ là bình thường vậy đó. Cái hai cô gái cũng dừng cái tàu, cái máy ảnh mới bốn người luôn, cả bốn người đều thấy là đang cầm sợi dây rồi giữ lại. Anh này anh cầm sợi dây anh giữ cái xuồng rồi chiếc ghe lại. Xin lỗi các bạn là bảo lộn chiếc xuồng hoài, thay đó giờ ít có kể những câu chuyện ngoài biển đó. Thì cái chiếc ghe nhỏ của cô gái nó tấp vô, thấy trên chiếc ghe đó toàn là những cái hoa quả rồi rau rồi các kiểu mấy cái đồ ăn mà mình để đồ bổ á, để mình mua rồi mình ở trên biển mình nấu mình ăn. Thì mấy anh này mới chọc ghẹo, cô mấy cô tới đây làm gì? Thì cái cô ở trước á cổ mới nói, mấy anh ơi, mấy anh đi biển vậy có cá không? Trời đất ơi, đi biển mà sao không có cá? Mấy cô em cũng sống ở đây, cũng dân biển mà sao lại hỏi vậy? Vậy thì cá mấy anh nhiều thì mấy anh đổi với tôi đi. Thì lúc này mấy người ở trên ghe mới nghĩ là trời đất, cái cô này thì ra là cổ ra để cổ đổi rau quả của cổ để mà đổi lấy cá mực của mình. Mấy anh thì cái chuyện mà trên ghe mấy cái mực mấy cái cá thường thường nó cho không mà, chứ có đâu tới mà đổi chát làm gì các bạn. Mà sẵn gặp hai cô gái đẹp này nữa, cái mấy ảnh mới nói là bây giờ người ta đó nha, thì tụi tôi bán hoặc là không bán, chứ còn hai cô em đây á xinh đẹp vậy nè, mà nửa đêm nửa hôm đi đổi cá đổi tôm bán kiếm lời, đành lòng nào đâu mà mấy tôi để cho mấy cô phải cực khổ như vậy, rồi phải đổi lấy đồ của cô làm chi. Đó. Thì ảnh mới ngỏ ý là bây giờ ảnh cho dụng kiểu mà hai cô này mà đi biển mà cả nhà biển hồi trước còn cá dữ lắm, cái dạng mà cá để cho mấy cái người ở gần bờ này nọ ăn á thì thiếu cha gì, lấy lòng mấy cô này nhằm khi ghe mình còn đậu, chưa biết mình đậu bao nhiêu ngày mà. Cây mấy ảnh mới lấy ra mấy ảnh đổi,
nói là đổi thì thật ra anh cho không à, mấy cô đó không chịu, nói là thôi bây giờ anh phải đổi tôi mới lấy chứ còn mà anh cho không là tôi ngại lắm, tôi không có lấy đó. Thì cũng lấy mà lấy đại khái thôi, lấy cho có thôi à. Thì cái cô gái đó cô đưa lên lớp nào rau, lớp nào giống như mình nói đại như là dưa leo, cà bắp này nọ, nói chung là mấy cái thứ để có thể là mình làm đồ bổ để mình ăn được á. Thì mà anh cũng cầm, nói thôi thôi được rồi cô ơi, nhiêu đây được rồi. Thì mà anh mới chọc ghẹo, mà anh chọc ghẹo nha, chọc ghẹo qua lợi một hồi đó. Thì có người cái anh này mới nói vậy, nói mấy cô ơi, mấy cô ở đây vậy đó mà màn ăn vậy á nó cũng thư thả quá, chứ anh em tôi ngoài đây đi ra biển cũng cực khổ lắm, phải được như mấy cô sướng biết mấy đó. Thì cái cô đó là cô cũng tính là đẩy cái chiếc ghe cổ ra hả, nhưng mà cổ nghe nói vậy á, cổ ngước mặt lên cổ cười, cổ nói vậy chứ mấy anh ơi, mấy anh có muốn đi theo hai đứa em không đó. Cái cô này cô hỏi là hai anh có muốn đi theo mấy anh có muốn đi theo hai đứa em không hả, cô hỏi vậy. Thì mấy cái anh này tưởng đâu kiểu giống như là mình chọc ghẹo rồi thì mấy cô này cô chịu, hay là cô đi hai trong cái nhóm mình rồi cho nên là mới nói vậy. Nhưng mà cũng may phước cho mấy cái anh này nha các bạn. Thì ngay cái lúc mà anh nói chuyện á, do là cũng nhậu xỉn rồi cho nên là nói chuyện thì chọc ghẹo mấy cái cô này nói chuyện cũng hơi lớn tiếng. Thì cái anh tài công anh nằm ở cái mô trên anh ngủ, anh nghe nói chuyện lớn tiếng mà cái cách kiểu nói chuyện giống như là đang nói chuyện với người khác và xưng là mấy cô ơi mấy cô em ơi này nọ. Thì anh nghĩ là trên cái tàu của mình thì làm gì có đàn bà con gái, thì nhân viên của mình mấy anh thủy thủ này nọ nói chuyện thì anh nói chuyện với lại những cái người ở bên ngoài thôi, tại vì mình đậu tàu ở gần cái đảo mà. Thì khả năng là có người ra mà giờ này ra làm cái gì đó, thì bản thân anh là chủ tàu cho nên là anh phải ngồi dậy để anh coi. Thì các bạn nên biết là ở cái mũi tàu á thì nó hơi sáng hơn chút xíu, còn cái chỗ anh ngủ thì anh để cái đèn chỉ có chớp thôi, ánh sáng nó không có nhiều. Thì cái ánh sáng nó không đủ để rọi sâu xuống cái chỗ mà ở giữa cái tàu. Mấy cô gái này đang tấp tàu vô, mấy ảnh thì ngồi xung quanh chỗ đó mà anh dòm xuống nói chuyện đó. Cái ảnh mới ngó ra anh dòm. Anh dòm xuống thì anh thấy hai cái cô gái này nghe, anh cũng thấy hai cô gái đàng hoàng. Nhưng mà khi mà ngước mặt lên á, dòm ảnh một cái á, ảnh dòm ra cái mặt của cô gái đó nó bong tróc tùm lum hết trơn. Giống như là chết ở dưới nước mà bị cá nó rỉa vậy đó, nhìn rất là ghê luôn. Rồi anh giật mình mà anh chưa kịp lên tiếng gì trơn nha, anh dòm xuống dưới cái chiếc ghe nhỏ của mấy cô gái này nè, thì anh thấy á, nó không phải chiếc ghe mà cái kiểu giống như là nó không có đáy không có gì hết trơn á. Nhìn thấy là nhìn sơ qua thì thấy là giống như là một cái ghe ở trên mặt biển nha, nhưng mà nhìn kỹ vô thì giống như là cái gì đó nó che trên mặt biển chứ nó không có cái đáy, không có cái gì, không có cái gì ở trên giống như là rau củ quả gì hết trơn á, như là mấy anh kia thấy á. Rồi cái cô gái ở phía sau á, cô ít nói chuyện với lại mấy cái anh, bốn anh trên đây, chỉ có cô gái ở phía trước cô nói nhiều. Thì cái cô gái phía sau á mới quay mặt dòm ảnh vậy nè, ảnh dòm vô ảnh biết rồi. Mà cái thời điểm vào cái thời điểm đó đó, ma nhiều, ngoài biển nó cũng có chứ không phải là không có, mà gần gần mấy cái đảo là làng hang hoang vu lắm cả nhà, bà con người ta cũng có ở nhưng mà có một cái là ít lắm đó. Thì cái anh tài công mà cũng kiêm chủ tàu này nè, anh mới thấy vậy đi, thì anh thấy bốn người thủy thủ của anh đang phè phỡn nói chuyện vui vẻ, và cái ảnh dòm vô cái cô gái này giống như là dòm mặt ảnh á, là nói là mày không được nói á, tao kiểu như vậy đó, mày mà nói lên là mày thấy vậy, mày nói lên là mày chết chứ tao, tao kiểu như vậy đó. Anh không dám nói, anh không có dám nói là ừ bay ơi, ma đó, nó hiện hình, nó ngồi trên cái ghe nhỏ đó. Anh đâu có nói được vậy, anh đâu có dám nói. Thì anh mới ráng anh gồng, anh suy nghĩ là làm sao. Cái kiểu mà dân đi biển này nó cũng lâu rồi, ở trên những cái hòn đảo hoang này nó cũng có, bởi vậy anh giữ được cái bình tĩnh nha. Anh mới lại nhắn vô cái còi, mà cái còi này là thí dụ như
có hai loại còi, còi để mà bóp để cho những cái người ghe họ đi á, đi hướng này nọ, bóp càng này nọ, hay hoặc mình cặn gì mình kêu này nọ đó. Thì một cái còi riêng, còn một cái còi để cho trong nhóm là những người thành viên trên tàu, là mỗi khi nghe tiếng còi này là phải im lặng để cho nghe cái anh tài công anh nói, là anh phân phó công việc hoặc là anh đang điều khiển cái mẻ lưới hay là cái gì đó. Thì cái còi đó cất lên là mấy anh này là phải là ngưng lại vào nghe. Anh chủ tàu đi, anh chủ tàu này anh mới nhắn vô một cái tiếng còi đó nó phát ra, thì cái bản năng rồi, thường ngày nghe cái tiếng còi đó là phải quay mặt lại dòm là có chuyện cần đó. Thì bốn cái anh này anh mới quay mặt lại anh dòm, anh dòm thì lúc đó anh tài công đã nó ló mặt anh ra ngoài rồi, mà anh nói vậy nè: mấy đứa bay chặt dây neo, chặt dây neo, đi liền đi liền. Ông không có dám nhòm hai cái cô gái đó, ông cũng không dám nói là ừ hai cô đó là ma, nó hiện hình, anh cũng không có dám nói, mà anh kêu là chặt cái dây neo. Thì bốn cái anh này cũng giật mình, cũng không biết là trời chăng đất lỡ gì mà tại sao phải kêu chặt dây neo. Có một cái là mình là người đi làm công cho cái ông chủ chủ tàu, mà chủ tàu đã ra lệnh như vậy bắt buộc phải làm nhanh. Thì mấy cái người này mặc dù vẫn muốn nói chuyện với hai cô gái và cũng không biết là tại sao chủ tàu lại đòi làm cái việc đó, có điều họ phải nghe theo. Bởi vì khi đi tàu thì cái chủ tàu người ta kêu sao phải làm, nó thành cái thói quen rồi, cái bản năng rồi. Cái cũng có một người cũng nói: ủa anh ơi, sao đang yên đang lành đang đậu ghe mà đang đậu tàu mà chặt dây, nếu mà anh cần đi thì để em kéo neo này nọ lên chứ bỏ neo uổng. Không, nghe tao, chặt dây neo đi liền, kêu mấy kia vậy vậy hết đó. Ông mới đạt nộ vậy, thì những người này phải làm theo. Thì cho lúc đó cũng sợ, quýnh quán lên cũng sợ, nhưng khi không nghe lời ổng, vợ ổng đuổi lấy gì mà nuôi vợ nuôi con. Thì xúm nhau mới chạy ra phía sau lấy đồ chặt, chặt cái dây neo. Ổng mới ở sau cũng chặt luôn, neo 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 đầu neo 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 đuôi, ổng chặt luôn. Thì xong rồi ổng mới nổ cái, ổng quay máy lên, ổng đề máy này nọ lên ha, chạy. Ông chạy đi rồi á, thì bốn cái anh chàng này nè, tuy là không biết chuyện gì, đứng ngóng, thì cũng có người dòm tới cái ghe của hai cô gái này, thấy hai cô gái này đứng đó dòm theo. Đứng đó dòm theo, cái mấy ảnh cũng suy nghĩ đơn giản thôi, mà anh nói là rồi, ông la ông làm thấy ghê, ông làm thấy sợ. Rồi hai cô đó chừng hững không biết gì đứng đó dòm theo. Cái chạy đi ra chỗ xa rồi, xa rồi nha. Thì mấy ông, cái ông chủ tàu này nè, ông mới chạy gần gần lại những cái ghe mà đậu nhiều đó. Thì ông mới hỏi người ta, ông neo ghe xuống. Thì neo rồi đứt rồi còn neo khác các bạn, tàu lớn mà đó. Thì neo xuống rồi đó, dừng lại ổn thỏa xong rồi hết trơn đó. Thì những cái người mà bốn cái anh thanh niên này nè, là anh còn thức, nãy anh cũng không có kịp kêu mấy anh kia dậy, ta xỉn chân dậy có nổi đâu, cũng không có dám nói gì chân á. Cái anh chủ tàu á, anh mới nói là: mấy đứa bay, giờ này là cũng gần sáng rồi, sáng tao nói cho bay nghe. Nhưng mà anh ngồi một hồi anh chịu không được, anh mới xuống anh hỏi là: mấy anh bay đâu, để tao hỏi này coi. Thì bốn người này cũng chưa có xỉn, kiểu mà đô cũng cứng mà, cái mới hỏi là: ủa anh, sao hồi nãy anh kêu tụi em chặt dây neo mà bỏ cái neo uổng vậy anh? Giờ tao hỏi mấy anh bay nè, hồi nãy bay thấy cái gì? Thì mấy người này nói: thì tụi em thấy gì đâu, em chỉ thấy có cái chiếc ghe nhỏ của hai cô gái mà buôn bán rau củ này nè, họ vô họ đổi, họ đổi cá, họ đổi lấy cái đó, thì cũng bình thường thôi, có gì đâu anh. Tao nói bay nghe nghe, hồi nãy bay gặp ma đó. Trời đất quỷ thần ơi, tao gặp cái cô đó, cô ngước mặt lên, cái mặt của cô là mặt ma, nó tím tái mà nó trắng nhách à. Rồi cái mặt lỗ lét tùm lum hết trơn á. Rồi cái chiếc ghe mà bay nói đó, tao giờ mà có thấy cái cọng rau cọng cải nào đâu, mà nó không giống như chiếc ghe nữa, không có đá không có gì hết trơn á. Cái mấy người này nói: anh ơi, anh nói làm sao á?
Nhưng khi anh mới ngủ thức dậy rồi anh dòm anh thấy không ra, bốn đứa em đều gặp như nhau mà. Anh chủ tàu nói đâu, máy bay nói bay có đổi, bay có lấy một mớ. Thì cái mớ rau đó đâu bay đẹp, tao coi coi coi. Trời ơi tụi em để chỗ cái mũi ghe kìa, nãy anh làm giật rồi tối hôm anh làm giật mình. Rồi chặt cái dây neo rồi cũng còn đỡ dây thinh vậy đó. Đâu bay ra, mày dắt tao ra mày coi coi, cho tao coi coi phải là rau cải hay không. Đó thì mấy người này mới dắt anh ra. Bởi vì cái lúc mà anh kêu vậy đó thì mấy người này lật đặt đem mấy cái rau này nè bỏ vô trong cái gốc. Tại vì dân dân đi biển ở trên ghe là cái gì chứ rau là quý lắm. Để gốc rõ ràng vậy đó. Tới chừng ha, cái anh chủ tàu này anh đi ra. Anh đi ra thì coi lại đó, không có cọng rau cũng cải vậy chứ các bạn, mà toàn là mấy cái đá. Đá mà kiểu mà đá nhỏ 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 à. Rồi mấy cái giống như là mấy cái đồ mà nó trôi trên biển, mấy cái gỗ này nhỏ này nọ, nó trôi bập bìu, nói chung là linh ta linh tinh. Vỏ ốc này nọ đó ha, chứ không có một cái cọng rau cọng cải nào hết trơn. Trời ơi, bốn cái anh này anh xanh mặt mày hết trơn. Rõ ràng anh dòm thấy như vậy, vẫn là đưa tay ra lấy những cọng rau cọng cải. Mà sao bây giờ nó quá ra thành là mấy cái đá với mấy cái đồ bập bền rồi rác rến không? Anh chủ tàu nói tao gặp vậy đó, mà không chặt dây neo ở đó cho bay chết hả? Mấy người này mới xanh mặt mày chứ các bạn, mới nói là trời đất ơi, may mà anh chủ tàu anh giật mình thức dậy. Bởi vì mình nói chuyện này nọ lớn tiếng anh nghe anh giật mình thức dậy. Rồi anh chủ tàu anh phải coi cái sự việc gì đang diễn ra. Chứ nếu mà anh thức giật mình thức dậy xong rồi anh ngủ nữa, rồi mấy cái cô gái đó có nói là mấy anh có muốn theo hai đứa em không, mà mình trả lời muốn một cái á, hay hoặc là mình bước xuống dưới cái ghe đó là rồi mạng rồi, còn đâu nữa. Cái anh chủ tàu này anh nói để cũng gần sáng rồi, đợi cho sáng người ta đi thăm những cái gì mà người ta đặt lưới bọng này nọ đó, thì mình hỏi coi bà con ở đây người ta nói sao. Sáng ra hỏi thì mấy cái người bà con ở đó người ta ngay cái giờ đó người ta không dám nói. Ta nói bây giờ mấy chú muốn gì á thì mấy chú trưa trưa nè mấy chú lên đảo đi, rồi mấy chú đi mua hay là cái này cái kia gì cần thiết chú mua đi. Khi nào mà tôi lên tôi hú mấy chú rồi mấy chú lên theo tôi kể cho mấy chú nghe. Cái cũng cắt ra mấy người đi lên rồi mua thêm một số vật dụng ở trên đảo đó, thì cái mới đi lên cái chú này chú mới kể, chú nói mấy chú tàu ở chỗ khác rồi đi vô đây đậu không biết, chứ bà con ở đây á là biết lâu rồi, mà không phải là chỉ có dông mấy cô gái không đâu, đàn ông đàn bà đầy đủ hết trơn nghe chú, người già thanh niên đồ có hết nghe. Có khi á nó lợi nó làm cái này cái kia tùm lum hết trơn á, chứ không phải đơn giản như mấy chú mà cái chú mấy chú kể như vậy á là cũng lớn chứ không phải nhỏ nghe. Thì thôi bây giờ tôi nói mấy chú như vậy, mấy chú neo ghe chỗ nào, hai cái mấy cái neo mấy neo tàu của mấy chú á là nó cũng có giá trị, để tôi nhờ mấy người lợi lặn xuống dưới kéo lên giùm cho. Nhưng mấy chú phải mua đồ ra đó cúng giải xuống biển đàng hoàng. Thì mấy cái anh mà được đi chung lên nè, mấy anh mới nghe lời cũng mua đồ này nọ đem xuống. Thì cái chú mà tốt bụng đó, chú mới nhờ người này nọ xong đảo lại chỗ đó rồi giải cúng này nọ xong rồi mới đi con mấy người đó mới lặn xuống dưới, mới dám lặn, cúng kiến rồi mới dám lặn xuống. Lặn xuống cột dây vô neo lại, chạy ghe chạy tàu kéo neo lên. Đó thì xong cái lần đó rồi cũng làm quen được với cái chú này, mà ở tàu thì ở chỗ đó luôn, bởi vậy cũng gần, cho nên là cũng lên cảm ơn chú đó. Rồi lên trên bờ cái lợi nhà chú đó chơi nhậu, thì chú đó chú kể, chú nói á là ở trong cái những cái người mà dân sống trên biển đảo nè, thì có cái chiếc ghe của cái ông này. Chiếc ghe này thì cũng nhỏ thôi, gia đình ổng đi. Mà cái hôm đó thì ổng đi vô rồi nha,
Ông đi vô là đâu khoảng chừng là 7 giờ tối đó. Nhưng mà ông không có vô bờ luôn, mà ông neo ghe ở gần bờ. Đó thì vợ ổng với con gái của ổng á là mới đi vô. Hai người là lên chiếc cái xuồng nhỏ, nó giống như cái thúng vậy đó các bạn. Đó là bơi vô. Đem mấy cái thành quả này vô để sáng buôn bán gì. Còn cái người cha với cái người con trai á thì hai cha con ngủ lại trên ghe. Thường ngày thì hai cha con sẽ ngủ ở nằm ở cái vách ngoài. Còn cái mui ở trong để cho hai người phụ nữ ngủ. Nhưng mà bữa nay á thì hai người đã đi lên nhà rồi. Hai cha con thì nằm, thay vì nằm chung một chỗ á, nó cũng ngủ bình thường thì bắt buộc phải chịu thôi. Còn bây giờ thì ngủ nằm riêng ra. Cái người cha ngủ ở cái trong trong mui, còn cái người con thì ngủ ở ngoài để cho nó thoải mái. Ta nói nha, đang ngủ ngon lành vậy đó thì nghe cái tiếng gõ bịch 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 vô cái ghe. Mà bữa đó là biển yên, không có gió, phẳng lì à, mà gần bờ nữa các bạn, đâu có gió nhiều. Cái gõ cụp 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 vô. Cái người con trai nằm ở ngoài mới nghe đi à, cái cậu mới ngồi bật dậy, cậu mới quay xuống cậu dòm, cậu nói ủa ai vậy ai vậy. Thì cậu thấy là có một cái đứa nhỏ nó chồm lên trên ghe, trên cái ghe của cậu á. Cậu mới nói ủa cái đứa này nó nhỏ xíu mà vậy mà sao chừng 7-8 tuổi mà ai mà lên ghe. Cái cậu suy nghĩ trong đầu vậy thôi, thì cái đứa nhỏ đã chồm lên trên cái mũi ghe rồi, nó cũng mặc đồ bình thường vậy đó. Còn ở dưới á thì ngay lúc mà cậu con trai suy nghĩ là con nhà ai mà sao cho nó leo trèo vậy, mới suy nghĩ vậy thôi, mới ngủ thức dậy mà, thì có cái tiếng trả lời: con tôi đó chú ơi, mẹ con tôi đói quá, lên xin chú chút xíu đồ ăn, chú làm ơn làm phước cho mẹ con tôi ăn chút xíu gì đó đi chú ơi. Nghe cái tiếng xin lanh lảnh vậy luôn đó. Thì cái cậu con trai này cậu thiệt tình, cậu mới nói là ôi dì ơi, hồi chiều con với cha con là ăn cơm nước rồi, rồi mẹ con với em con á, là đi vô rồi, cũng không có để đồ lại gì hết trơn á. Rồi ở trên ghe thì cũng đem đồ vô để bán rồi, sáng mới có đồ ăn gì ơi. Đâu có đâu, còn á để ở phía sau đó. Nói là để ở phía sau, cái cậu con trai á cậu mới giật mình. Thật ra cậu cũng không có biết nữa là cái người cha đó có chừa lại mấy cái con mà giống như là cái con mực cái bạn, rồi phơi khô, rồi chừa lại ít con để đó nhằm khi đói, rồi lấy da đốt hơ hơ đốt chút xíu lên rồi ăn. Mà cậu con trai thì cậu không có biết, cậu tưởng là đem vô như thường ngày đem vô hết trơn rồi. Còn người cha thì giống như để lại ăn làm bảy vài ly rượu, mà ông tối ông mệt quá cái ông ngủ luôn, ông không có đốt không có gì hết trơn á. Cái cậu con trai cậu mới nói là giờ không có còn thiệt gì ơi, tại bản thân cậu cậu đâu có biết đâu, nó đâu còn đâu. Thì bà mới nói nữa, bà nói mày ra làm sao á, tao thấy ở làm sao á, không ăn thì lấy cho mẹ con tao ăn đi. Cái kiểu là nếu như là bình thường thì cậu này chắc cậu cũng biết rồi đó. Cậu biết cái điều lạ đó. Nhưng mà lúc đó cậu lo trả lời kiểu cậu bị khiến rồi. Đó thì cậu mới đi vô bên trong. Cậu mới kiếm kiếm nhưng mà cậu muốn ra bên trong thì cậu phải đi ngang cái chỗ của tía của cha mình ngủ. Đó thì đi lượt gặp vô cái người cha mới nói á: ủa giờ này mày dậy làm gì vậy? Dạ cha ơi, có ai có cái cô nè cái gì gì đó gì dẫn con gì loại gì xin đồ ăn mà con nói hết rồi, dì nói là ở phía sau có còn còn đồ ăn để phía sau thì con kiếm thử coi. Trời ơi cái thằng này
cái ghe của mình còn hay không mày không biết hay sao mà đợi người khác chỉ. Cái cậu con trai cậu mới giật mình, tại nãy giờ cậu bị khiến cả nhà. Cậu bị khiến cái đâu có biết đâu. Cậu trả lời vậy hoài. Cái người cha mới nói á, đâu đâu, ai đâu, mày cho tao coi coi. Ai mà nửa đêm nửa hôm bơi về đây xin. Đó, thì cái người con mới chỉ ra kìa cha, cái đứa nhỏ nó ngồi ở trên cái mui kìa. Còn cái gì gì hình như là đang ở dưới á. Ông mới đưa mặt ra ông dòm. Ông dòm ra rồi ông thấy cái đứa nhỏ nha các bạn. Cái mặt nó xanh chành mà nó ngồi đâu có đụng vô cái mui ghe đâu. Giống như nó ngồi mà nó hỏng lên cái mui ghe vậy đó. Còn cái người đàn bà mà cái cậu con trai nói là bơi cái gì á, bơi cái gì ra để mà xin. Ông dòm xuống á, thì ông thấy nha, đứng hỏng trên cái mặt nước biển, đứng lơ lửng vậy đó, không có cái gì hết trơn á. Dòm ông lơm lơm, ông cà ớ. Thì cái cậu con trai này, cậu dòm ra thì cậu vẫn thấy là bình thường, mà sao cái người cha mình thấy vậy? Cậu cũng đâu biết là cha mình thấy vậy gì đâu, chỉ là ớ thôi. Cậu mới nói, ủa cha, cái gì vậy cha? Sao làm gì cha mà cha làm gì cha ớ vậy? Ông mới cà rung không dám dòm nữa. Ông dòm cậu con trai, ông nói á, xin cái gì, xin cái gì? Nó thì họ nói họ đói, họ có gì họ cho họ ăn. Thì cái người cha mới lồm cồm ha, kêu mà nắm tay người con lôi vô. Rồi ông mới thọt tay ra phía sau, ở chỗ mà ông mang mấy cái khô mực đó các bạn. Ông gịch xuống, ông đứng ở ngoài, ông kêu con ông ở trong mui không được ra nha. Ông đứng ở ngoài cái mui, ngoài ở phía sau nè. Ông cầm ông quăng xuống. Ông quăng xuống mà ông lại lia. Em nói nè, tôi cho đó. Đừng có phá cha con tôi, để cha con tôi ngủ, đừng có phá cha con tôi. Đó, thì ông làm liên tục vậy, người con mới sợ quá đi, hỏi trời cái gì mày sao tự nhiên mà quỳ lại giờ nói đừng phá cha con gì tùm lum hết trơn. Ủa cha cái gì cha? Mày im ở trong đó. Cái ông lại ông giái vậy đó, cái hồn liếc lên bây giờ. Ông giờ không còn thấy nữa các bạn. Không còn thấy, mất tiêu luôn. Ông mới chui vô trong mui. Ông im ru nghe, ông ôm con ông lại, ông nói mày ngủ. Cha kêu mày ngủ, mày nằm đây đi. Ông ngồi ông thức ông cành. Ta nói tới gần sáng rồi đó. Gần sáng rồi nhưng mà chưa có sáng nghe. Kiểu mà nói gần sáng là kiểu gần 4 giờ sáng vậy đó các bạn. Ông đang nằm ở ngồi trong canh vậy nè. Cái dòng của cái người mẹ gõ gõ vô cụp. Ông nghe nhưng mà ông canh cho con ông ngủ đâu có ra. Gõ cụp. Bà nói cảm ơn ông nghe, ông cho mẹ con tôi ăn. Nào ông có đậu ghe ở đây á, ông nhớ cho mẹ con tôi ăn nghe. Dạ, tôi biết rồi bà ơi. Là ông cà rung, ông nói vậy thôi. Chứ ông không dám mà nói chuyện lớn tiếng nữa. Đó, thì đó là cái trường hợp sinh ở đó thôi. Còn về nữa nè các bạn. Đó, thì mấy cái người mà người ta đi ghe vô trễ đó, có một chiếc ghe người ta vô hơi trễ, ta đang vô thì cũng gần tới bờ rồi, cũng gần tới cái đoạn mà người ta đậu ghe đó. Thí dụ như từ ở trong cái mí mà cái mặt bờ biển đi, mà da độ cỡ chừng là dài 30 thước, là mà nói chung là đủ cái độ sâu để người ta đậu ghe đó. Thì người ta đậu ở đó rất là đông. Thì cái ông này á, ông đang chạy ghe vô, ông thì ông đi chung chừng 3-4 người à. Đó, thì ông đang chạy ghe vô còn cách độ khoảng chừng cây số. Một cây số ngoài biển là nó hơi xa nha các bạn. Mình chạy hơi lâu rồi nghe, chứ không phải là như xe trên bờ mình chạy cái déo tới đâu. Nhìn thấy nó gần nhưng mà thật ra nó xa. Ông đang chạy ghe vô như vậy. Thì cái lúc đó là còn có, bảo sẽ gọi là ông hai đi. Đó, với lại cái chú Tây đi. Đó. Thì hai chú cháu còn thức để mà chạy ghe vô, còn hai người kia nằm dưới ngủ, nào vô tới kêu. Hai người mới ngồi lái và ngồi ở trên cái mui vậy đó. Thì đang chạy lái vậy á, thì mới nghe tiếng kêu. Dừng lại, cho tụi tôi nghịch đồ.
thì nghe cái tiếng kêu, hai người mới quay mặt dòm thì thấy ở cách ghe mình độ chừng mấy chục sải. À, thì ở đó có một cái chiếc ghe nhỏ cũng đang đèn chớp 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 chớp, và nói là gừng dừng ghe lại cho tôi xin ít đồ. Mà dân đi biển nha các bạn, người ta giống như là một cái luật vậy đó. Khi mà người ra biển rồi, cách bờ rồi, thì bất kể ai có cần cái gì họ kêu cứu là mình phải lại. Thí dụ như họ thiếu đồ ăn, hay hoặc là họ vô tình họ làm gì đó, họ rớt đồ ăn của họ, họ không có cái để ăn, họ không có nước để uống này nọ đó, mình lợi mình cho, giống như là mình cứu trợ. Bắt không cần biết là quen lạ gì cả, cứ hỏi cần cái sự trợ giúp thì những người mà đi biển họ sẽ trợ giúp cho mình nếu họ gặp. Thì ông hai với lại chú Tây, cả hai đều thấy. Cái chú Tây mới nói, ủa ba bác hai ơi, ai càng còn thiếu cặn gì kìa. Cái ông mới nói ở cái này nó cũng không quá xa bờ, nhưng mà không biết là nhầm khi người ta hết dầu, hết này, hết nọ, sao người ta chạy vô được, mình phải ra, mình đi chạy theo, mình coi coi làm sao để mình tiếp cho người ta. Chứ để người ta như vậy thì tội. Nè, chú cũng dạy bay nghe, sau này cũng phải vậy nghe. Trời ơi, chú làm như con không phải dân biển vậy. Mấy cái đó là con biết hết trơn rồi chú hai ơi. Rồi chú quay ghe ra đi, mình chạy ra đó. Nhằm khi người ta sợ nó hết dầu, nó đã chạy không tới mình. Đó, thì hai người mới quay cái ghe ra, đánh lái quay chạy ra. Ta nói chạy, 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 chạy. Hồi nãy thấy chừng mấy chục sải thôi. Thí dụ như cái ghe đó lỡ mà nó có hết dầu đi, thì với tốc độ ghe của mình thì chạy mấy hồi tới đó rồi. Mà ta đang cần sự giúp đỡ, người ta đâu có chạy đi. Mà dẫn thấy cái mũi quay về hướng mình, còn hai người thì cứ chạy chạy chạy. Mà ta nói ngơ làm sao biết, ủa sao lâu tới này nọ, chạy 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 hoài không chịu ngừng lại. Bị khiến cả nhà. Tại vì cái lúc mà kêu là dừng ghe lại, giúp tụi tôi với, giúp tụi tôi với. Đó, kêu thêm một lần nữa thì hai người nói là đó đi đi, tôi trả lời, trả lời. Trả lời các bạn. Thì dòm thì chứ bóng đèn chớp chớp mà biết đó là cái ghe thôi, chứ đâu có dòm rõ đâu. Và chỉ thấy cái bóng dáng một cái người nó đã đứng quậy quậy. Cái chạy theo. Chạy theo các bạn tin không? Từ đó mà họ kéo cái ghe của ông hai với lại chú Tây chạy ra đó là mấy cái số đó các bạn. Chạy ra là mấy cái số đó. Mà ta nói mà biển mà mình đi mấy cái số ra, mình chạy ngược nước vô rồi nó cũng căng lắm à. Cũng lâu à, chứ không phải mau đâu. Ta nói quá trời lâu rồi. Thì cái ông mà ở trong nằm ghe, mà hai ông ở trên cũng không biết luôn, cứ chạy ra theo vậy hoài đó. Thì hai cái ông nằm ở trong á, ông mới nghe cái tiếng máy chạy theo kiểu là chạy, chạy 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 tăng ga lên này nọ đó. Cái ông mới nói, ủa giờ này sao đáng lý phải vô tới bờ mà sao ha, chạy sao mà nghe ầm 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 mà chạy hoài. Rồi ông mới ra, ông hỏi, ông nói là anh hai, gần tới bờ chưa anh hai? Ông vừa ra, ông vừa hỏi vậy thôi chứ ông chưa ra hẳn bên ngoài. Thì khi đó, ông hai ông mới giật mình cái, nghe người kêu cái ông giật mình cái, ông nói, chú Tây á, ông cũng giật mình luôn. Ủa, sao mình ở đâu giờ chú hai? Ông hai ông cũng quảng hồn quảng vía các bạn. Ông dòm lại rồi thì ông không thấy cái chiếc ghe đó đâu chứ. Ông không thấy chiếc ghe đó đâu, nãy mới rõ ràng nó chạy theo đó. Mà bây giờ nghe người kêu một cái không thấy chiếc ghe đâu. Mà ông quay mặt là ông dòm vô trong bờ á, thì cách ít cây số thì dòm vô cũng thấy. Chứ không phải không thấy, thấy cái đảo vậy thôi chứ đâu có phải thấy rõ các bạn. Thì thấy là mình đã đi xa cái đảo mấy cây số nữa rồi. Đó thì mấy người mới đi ra cái đó, tới giờ không còn thấy cái gì hết trơn á, biết các bạn, biết. Rồi mới quay ghe chở vô bốn ông thức hết trơn. Cái chú Tây á với lại ông hai á mới đưa cho hai người kia lái, hai ông mới ngồi đây nhìn nè. Ngồi bắt đầu cũng chưa có kể nghe. Nhưng mà đang chạy vô nghe cái tiếng cười phía sau á, quay mặt lại giờ các bạn.
quay hai người quay lại dòm thì thấy y chang như cái ghe nhỏ hồi nãy, mà ở trên đó đứng à, tao nói 5-6 cái bóng đứng mà dòm theo cười á, rồi cười nhảy nhẹ nhảy nhảy cười cười cười. Hai người biết ma rồi, ta nói im ru đi vô hoài tới trong bờ. Thì cái việc mà những cái hồn ma ở đó đó, họ xin ăn rồi họ nhát, họ chọc ghẹo cho họ đỡ buồn, nó xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà cũng may là nó chỉ ở cái khu vực gần gần bờ thôi, chứ chưa có vô bờ. Mà không biết làm như ở ngoài người ta sợ cái chỗ nào xuất hiện rồi cái có người người ta cúng, có người thì cúng không được, cúng cũng bị phá, cái người ta mới đậu ghe ra những cái chỗ khác. Thì những cái vong hồn nhầm khi họ bám víu chỗ đó cả nhà, cái chỗ mà hồi trước nhầm khi họ gần gần cái chỗ mà họ chết này nọ đó, còn xa quá thì làm như họ không đi hay sao á. Thì từ từ cái họ lắng lên bờ các bạn. À, tối á, gần sáng đâu cỡ 3 giờ mấy có người ta đi ra sớm, người ta soạn lưới này nọ, đã soạn đồ này nọ để mà đi ra nặng, đợi cho tới giờ là xúm nhau đi ra để mà gỡ lợp, gỡ này gỡ kia của mình, gỡ lưới của mình lên rồi. Thì họ đi á, họ đi ra thì có khi họ đi ra họ thấy mấy bóng người đi trước, mà đi ra tới cái bờ biển rồi nha, cái họ thấy mấy bóng người đi trước thì họ tưởng là cũng những cái người mà chung sống chung gần đảo với mình, mà họ lần ở ít nữa thì hầu như là quen biết mặt nhau trơn à. Họ mới, ủa ai đi trước vậy, ai đi trước vậy, cái tóc ngang chạy các bạn, hỏi là ai đi trước vậy, cái tóc ngang chạy mà chạy trên mặt biển á, chạy vào vào như nè, biết rồi là quay mặt chở vô chứ không dám đi ra nữa. Tao nói nhát mà tới mức độ vậy đó. Nhưng mà mấy cái đó thì nó cũng còn đỡ đi, dẫu sao là chỉ hiện hình lên là đi trên mặt biển, đi gần mấy cái bờ cát này nọ hay rồi chạy trên cái mặt biển một đoạn rồi mất tiêu, thì nó cũng đỡ. Dẫu sao là chỉ là những cái việc mà họ giống như họ buồn, họ lạnh, họ này nọ, họ chạy vậy thôi, họ chọc ghẹo vậy thôi. Thì tới cái ông này nè, ông này thì ông lớn tuổi rồi, mà ông câu mực là ông câu mực đó các bạn. Hồi trước ông câu mực, mà ông câu mực thì các bạn biết rồi, câu ban đêm. Thì ông lấy không có sóng gió gì, ông mới bơi cái thúng ông ra ông câu. Ông bơi cái thúng ông ra ông câu như vậy, ông mới để cái đèn, mà câu mực các bạn phải để đèn, phải đem theo đèn. Giống như hồi trước người ta không có cái thúng của ông thì đâu có ba cái đèn kia, thì ông buộc ông phải làm theo kiểu đèn mà mấy cái đèn dầu hay là đèn này nữa, ông tự chế đó, theo kiểu là đèn vậy đó. Đó thì ổng mới kè thêm một cái miếng dán gì ở trên cái ổng làm, mà ổng như là ổng chế á, cho nên cái thúng đó ổng để cái đèn ra cho nó sáng, ổng treo lên. Ổng treo lên vậy cái ổng câu mực. Ổng ngồi ổng câu, câu cũng thường ngày ổng câu hoài. Thì bữa nay á, ổng nghe cái tiếng mà giống như là bơi á, bơi bẩm 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 lại chỗ ổng. Mà cái đèn của ổng thì nó sáng xung quanh gần gần cái thúng ổng thôi, chứ đâu có sáng được ra tới ngoài kia đâu. Là dòm này dòm thấy cái bóng nước thôi à. Ông mới thấy tụm 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 tụm, nó trời đất ơi giờ này ai lội ngoài đây. Đó. Cái ông thấy xong cái mất tiêu. Ông nói, trời cái gì vậy trời. Thì bây giờ ông hoang mang rồi. Không lẽ là người ta bị cái gì sự cố gì đó, rồi người ta lội cái hướng á. Thì thường thường nếu bị gì ở ngoài, người ta lội hướng vô bờ, người ta gặp mình, người ta phải gặp đèn này nọ, mình ngồi mình câu, người ta phải la lên chứ, để cho mình cứu chứ. Còn đằng này im ru à, không có tiếng động gì hết trơn á, mà mình nghe xong mình quay lại mất tiêu, thì đâu phải là người ta chết, người ta chết đuối trên này chết nọ. Còn nếu như không phải người ta chết đuối hay là cái gì đó, là bây giờ mình dòm này chứ có nước dòm lầm thôi, chứ ngoài ra có gì đâu. Ông ngồi, ông mới ngồi, ông câu, nhưng mà ông cũng hơi là rợn ốc đi. Ông nói sao bây giờ, giờ sao thôi, ông lại đi vô. Thì ông đang ngồi suy nghĩ như vậy, người ta nói nó khều ông các bạn, ở sao khều ông, xung quanh ông toàn là nước biển không à, ông ngồi trên cái thúng mà nó khều ông, nó lạnh quá ông ơi, lạnh quá ông ơi, cho tôi ở gần để cho ấm. À, xin là ở gần cái bóng đèn ông cho ấm. Ông nghe một cái rồi thì ông đâu có dám quay mặt lại,
tại vì đó mình ở đây là toàn là biển không à. Mà cái giọng nói cà rên ai mà nửa đêm nửa hôm bơi là cái chỗ đó mà nói với mình là lạnh, chỉ có ma thôi. Ông biết kiểu cũng nghe người ta kể, nhưng mà lúc này là ông đã ở xa cái khúc đó một đoạn rồi, vậy mà nó lợi nó nhát ông. Ông sợ quá trời sợ đi, ông gom cái đồ ông vô, ông quăng cái đèn xuống biển luôn. Ông quăng cái đèn xuống biển rồi ông bơi. Ông bơi vô á. Ông mới nghe sao làm bẩm rượt theo ổng các bạn. Ông quay lại nghe, thì mà không nghe tiếng gì hết. Còn ông quay mặt đi á, thì ở sau làm bấm theo kiểu là đang lội theo vậy đó. Đập nước cái bấm vậy đó. Ông bơi vô tới rồi thì nó thúng thang gì ông bỏ đại. Ông chạy lên ông la làng sùm hết trơn. Bà con ở đó người ta cũng dậy lên người ta la rồi kiểu mà ban đêm ban hôm gió biển nó cũng lớn, mới đầu ông la người ta đâu có nghe đâu. Thì ông mới chạy lên chỗ gần nhà ở ông la làng này nọ thì người ta mới nghe. Người ta đi ra. Đông người vậy đó. Thì khi mà đi ra thì có người thấy, có người không, chứ không phải là không ai, ai cũng thấy nha. Thấy dòng khi có một hai cái bóng đứng gần gần biển hay đứng trên mấy cái mỏm đá các bạn. Giống như thủy triều nó rút được mấy cái mỏm đá nó lớn rồi nó nhô lên, nó mà ở hồn, gần Hòn Tre hồi trước đá dữ lắm. Nó đứng trên đó là mấy cái bóng. Đứng nhảy nó vỗ cái tay là thấy cái dáng nó vàng vậy đó. Đó thì cái ông đó là đêm đó ông nói là ông thoát chết. Chứ lỡ mà nắm ổng nó kéo ổng rồi nọ chắc ổng chết à. Thì cái chuyện con đó cũng đỡ hơn một phần nữa đi. Cũng là đáng sợ dữ lắm rồi. Chỉ có cái chuyện của cái bác này nè. Cái bác này thì bác kiểu mà dân biển mà, làm đó giờ dân bản gốc, lực, có lực lắm. Mà bác này cũng hồi nào giờ là kiểu mà ai mà nhầm khi đi biển này nọ mà yếu lội không nổi, la làng lên cứu gì rồi ổng nhảy xuống cứu à. Ổng bơi lội giỏi lắm. Thì cái hôm đó ổng cũng đi, ổng đặt mấy cái này cái kia thôi các bạn. Đâu cỡ 7 giờ tối ổng mới vô. Ổng mới vừa neo cái ghe, ổng cũng đi ghe ổng mình mồi mình nên ổng vậy đó. Không đi với ai chứ, ổng đi mình nên vậy đó. Vợ con ở nhà. Ổng mới neo cái ghe vô thì cái lúc đó cũng có chiếc ghe mới neo vô. Mà cái ghe kia nó bự hơn ghe ổng. Cái ghe kia là cũng là 4-5 người ta đi á. Thì gặp ổng chào hỏi nhau vậy thôi, ổng cười khà khà vậy đó. Cái mấy người này người ta ngủ ở đó. Chứ không phải là người ta vô ghe rồi người ta ở lại ta ngủ, chứ ta không phải là người ta lên bờ. Còn ổng thì ổng chuẩn bị ổng gom đồ đặng gom những cái thành quả của ổng để ổng vô bờ. Ổng vô ổng đẩy lên cái thúng này nọ hay là cái xuồng nhỏ đó ổng bơi vô bờ. Còn mấy cái ghe thì ổng neo lại đó. Ổng đang sửa soạn và ổng mới nghe là cứu tôi với. À, ông nghe la như vậy, ông đang ở khơm với cái khoang nè, ông lấy cá này nọ lên nè, dùng cá mà ngoài biển kiểu mà trước người ta cũng ướp này nọ thôi, chứ đâu phải là mình rộng cho nó sống được đâu. Ông mới nghe kêu cứu đi, ông mới giật mình, ông ngước lên, ông ngước lên dòm thì ông mới thấy là bập bẹ trước đập nước giống như là đang là sắp chìm vậy đó. Thì ông mới la lên, mới trời ơi bay ơi cứu người bay ơi, có người chết đuối. Thì dân biển mà nghe nói có người gặp nạn sắp chết đuối, người ta chạy ra. Bốn cái ông này ở trong cái ghe này người ta chạy ra, thì ghe cũng đậu gần nhau vậy đó. Thì ông mới chỉ là đó, ông nói bay pha đèn, có đèn gì bay pha rắn cho tao lội rắn coi. Thì mấy người đó ta dòm theo cái hướng chỉ tay của ông. Tao nói đâu bác. Dòm hoài người ta giờ không thấy gì hết trơn á. Còn ông thì ông thấy ông kìa, ông nhảy cái đùng xuống các bạn. Ông nhảy một cái đùng xuống nha, ông lội ra để ông cứu. Thì mấy người này á, người ta mới lội, ta nổ máy lên này nọ, người ta mở đèn lên thì ta thấy ông lội bập bè, ông lặn lội, mà ông càng lặn lội càng dài ra phía ngoài. Mà cái kiểu mà ông có sức khỏe nè, giờ ông bơi giỏi nữa, và ông đang cố gắng cứu người nữa, cho nên là ông dùng hết sức bình sinh của ông bơi. Ông bơi ta nói mà mặt biển nó bơi phăng phăng phắc, nhưng mà biển nó ngộ lắm nha các bạn. Nhằm khi mình bơi ở trong, mình thấy vậy nó đơn giản vậy đó. Sóng đánh vô nha, nhưng mà khi các bạn bơi mà bơi xa ra ngoài là vô nó giật ngược da đó. Người ta biết được cái mối nguy hiểm đó. Nhưng mà người ta lúc đó là sóng không có nhiều, cũng không đến nỗi là phải giật ngược da vậy trơn á. Nhưng mà người ta dòm theo hoài, người ta chạy ghe lại. Người ta chạy lại gần ông, ta nói chú hai ơi, bác hai ơi, đâu.
Ông nói kìa, chơi với, kìa. Trong mắt của ông bác hai này, ông dòm thì ông vẫn thấy là người ta đang đập, đang kêu cứu trời trơn. Nhưng mà mấy người đó thì dòm, người ta đâu thấy ai đâu. Ta biết các bạn. Nói nữa rồi. Máy bay. Quăng ghê ra cho bác hai ông cầm liền. Chạy trước ổng. Quăng ghê ra cho ổng. Thì quăng dây ra bác hai này, ổng mới lo làng lắm. Cứu người ta không lo cứu, tao bơ được. Thì cái ông chủ ghe đó, ông mới khôn, ông mới chạy kiểu chạy tắt ngang vậy nè. Ông che cái hướng mắt của ông bác hai lại. Ông dưới đây ông mới la làng lên, nói là trời ơi sao mày che mắt tao, che chỗ sao tao thấy, mày nhảy lên cứu chưa. Thì ông này mới nói là thấy dây cứu rồi, lên bác hai lên, kéo ông ta lên phụ. Ông mới chạy, ông bơi xiết lại cái chỗ cái ghe, ông leo lên các bạn, ông leo lên để mà ông tưởng đâu thiệt. Ông leo lên rồi thì mấy người này ôm ông lại. Bác hai, bác giờ có ai đâu mà bác kêu cứu bác hai. Trời ơi, con kia. Ông dòm ra đó nha, mất tiêu. Ông nói trời ơi, người ta chết rồi. Không có chết gì hết trơn bác hai ơi. Vô đi bác hai. Hồi nãy á, bác chỉ tay á. Mắt của bác làm sao mà sáng bằng đèn tụi con pha ra. Không thấy gì hết trơn bác hai. Ông thì ông cứ tưởng đâu có người thiệt các bạn. Ông nói trời ơi, lỡ mày nói vậy là ma cỏ, nhưng mà những người lỡ mà có người thiệt làm sao, ông lo. Thì cái lúc đó đó, mọi người ôm ông lại quay vô mà, sợ ông đi ra nó kéo ông chết. Cái chở vô ha, ở làm sao á, ta nói cái ghe chạy vô từ hai cái làn sóng nó tẻ ra nhìn nè các bạn. Nó nhảy trên mấy cái làn sóng đó, nó cừ ha. Rồi cái nó nhảy trên làn sóng, không nó nhảy xuống nước kêu cứu. Ông bác hai ông biết rồi, ông xanh mặt mày, ông lúc này là ông không có lo lắng gì nữa, ông chọt vô bên trong liền. À, thì cả cái ghe đó với cái ghe của ổng luôn kéo đi chỗ khác. Ông thà ông đi xa vô bờ chứ ông không có dám mà lại dài ngoài đó, tại vì nó làm vậy lỡ mà bơi ra nó lội kéo à. Đó thì khi mà nghe cái chú này ông cởi quá trời câu chuyện đó, cái ông chủ tàu với những cái thành viên, những thủy thủ trong đó sợ các bạn. Mà tao nói mà đó là cũng rúng mình hết trơn nha. Cái vụ mà mấy cái dòng đó đó là nhát dữ dằn lắm. Câu chuyện của anh Giang đến đây là kết thúc. Bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.